lại gặp nhau trong phần 2 của bản tin FVNC Việt Nam 14 tháng 8. Kính thưa quý vị, theo Bộ Công Thương thì kim ngạch xuất khẩu sang nhiều nước ASEAN trong 7 tháng đầu năm nay đang giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo số liệu của Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang các thị trường ASEAN đạt xấp xỉ 12,4 tỷ đô la, riêng trong tháng 7, kim ngạch đạt xấp xỉ 1,52 tỷ đô la. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì con số này đã giảm đến gần 8,2%. Trong đó, Malaysia, vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm, kim ngạch lại đột ngột giảm mạnh, với mức giảm gần 1/5 tổng kim ngạch đạt được so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu sang thị trường Campuchia cũng đã giảm ở tốc độ tương đương với hơn 19%. Một thị trường khác, tuy giá trị kim ngạch không cao bằng Malaysia hay Campuchia, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 7 tháng đầu năm đã giảm đến hơn 40%. Một số thị trường khác như là Lào cũng giảm, tốc độ có phần chậm hơn nhưng vẫn ở mức hơn 5%. Sau gần 2 tháng triển khai thông quan hải quan tự động theo hệ thống mới Vinacvisis tại thành phố Hồ Chí Minh thì các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực hiện khai báo hải quan theo hệ thống này. Các vướng mắc trên cũng là chủ đề chính được doanh nghiệp đặt ra với cơ quan hải quan trong buổi đối thoại diễn ra sáng nay. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống bắt doanh nghiệp phải kê khai quá nhiều chi tiết, có chi tiết không cần thiết, dẫn đến một lỗi nhỏ là có thể ách tắc lô hàng khi thông quan. Tuy nhiên, phản ánh nhiều nhất của doanh nghiệp đối với hệ thống này chính là việc kết nối thông tin không kịp thời giữa cơ quan thuế, ngân hàng với hải quan, dẫn đến việc doanh nghiệp dù đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ, đã đóng thuế nhưng vẫn không được thông quan. Như cái thông tư quy định á, thì là do nếu mà những cái luồng mà ví dụ như mình thông quan thì mình có thể mình được đi ra ngoài cảng mình nhận hàng, nhưng mà do bây giờ là do cái hệ thống liên giữa cái cửa khẩu với lại cái nơi đăng ký á, vấn đề mà mạng miết nó trục trặc á, thì mình không biết là cái tờ khai mình có được thông qua hay không, thì bắt buộc mình cũng phải quay lại cái nơi đăng ký để mình xác nhận thì mình mới đi, thì nó có bị vướng cho đó. Về vấn đề này, đại diện Cục Hải quan thành phố cho biết, do Tổng cục Hải quan đang triển khai chương trình kế toán thuế tập trung, mọi dữ liệu nộp thuế của doanh nghiệp đều phải được chuyển về Tổng cục Hải quan trước khi chuyển cho từng cục hải quan, nên thông tin đến chậm trễ. Ngoài ra, Cục Hải quan thành phố cũng còn cho biết, những vướng mắc của doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là do hệ thống mới áp dụng, doanh nghiệp còn chưa hiểu biết hết, chứ không phải là do hệ thống không phù hợp. Các cái doanh nghiệp mà chúng ta còn gặp phải cái khó khăn á, trong quá trình thực hiện á, lý do là chúng ta phải hiểu nó và chúng ta thực hiện nó mới tốt. Bởi vì cái chương trình này là chương trình tự động hoàn toàn, cho nên doanh nghiệp phải thay đổi thói quen khi làm cái thủ tục hải quan. Có nghĩa là chúng ta, những cái gì mà chúng ta còn nợ, những cái gì chúng ta chưa thanh khoản, những cái gì mà chúng ta chưa làm xong với cơ quan hải quan, thì chúng ta nên đi là xử lý đối chiếu, xử lý dứt điểm với cơ quan hải quan. Để khi chương trình nó không còn những cái khoản nợ hay khoản thanh khoản đó thì chúng ta mới đăng ký được cái tờ khai. Theo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, tính từ thời điểm triển khai đến nay, Cục đã thực hiện hơn 250.000 tờ khai hải quan qua hệ thống thông quan tự động VNACCS. Qua đó có thể khẳng định, việc triển khai hệ thống này ở Cục bước đầu đã khá thành công. Kính thưa quý vị, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize vừa thông báo sẽ chào bán cổ phần tại công ty liên doanh container VW Waterfront Việt Nam. Theo kế hoạch, Vinalize sẽ đấu giá 644.000 cổ phần tại VW Waterfront Việt Nam. Phiên đấu giá chính thức sẽ bắt đầu từ chiều ngày 27 tháng 8 năm 2014 tới đây tại Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia. VW Waterfront Việt Nam hiện có trụ sở chính tại 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vốn điều lệ khoảng hơn 16 tỷ đồng, kinh doanh lĩnh vực vận chuyển container đường bộ, đường thủy, quản lý depo và thực hiện các dịch vụ liên quan. Một thông tin đáng lưu ý thưa quý vị cũng đã biết live show Khánh Ly tại Hà Nội và Đà Nẵng đã diễn ra, được đánh giá là rất thành công. Thế nhưng đằng sau hậu trường của các đêm live show này lại xảy ra vụ tranh cãi gay gắt về vấn đề tiền tác quyền giữa Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc và đơn vị tổ chức live show là Công ty Giải trí Đồng Dao. Trước vụ việc nhạc sĩ Phó Đức Phương, giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đến tận nơi diễn ra live show Khánh Ly hôm ngày 8 tháng 8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng để đòi tiền bản quyền cho 17 ca khúc của Trịnh Công Sơn mà Khánh Ly đã trình diễn trong đêm live show tại Hà Nội với số tiền là 170 triệu đồng, khoảng 7,5 triệu đồng một ca khúc. Chiều ngày 12 tháng 8, Công ty Giải trí Đồng Dao đã tổ chức buổi họp báo để bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc này.
Phía Đồng Dao cho rằng mình không từ chối việc thanh toán tiền tác quyền cho các tác giả. Cụ thể, công ty đã liên hệ trực tiếp với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Trương Quý Hải và công ty Phương Nam, chủ sở hữu hợp pháp các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy và đã thanh toán tiền tác quyền. Riêng đối với các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đơn vị tổ chức chưa thanh toán tiền vì trung tâm tác quyền chưa có đầy đủ chứng cứ, chứng minh có đủ tư cách đại diện hợp pháp và mức giá họ đưa ra là quá cao. Trước cái ngày diễn ra 8 tháng 8 đó, thì ở bên ban tổ chức đã đề nghị trung tâm phải xuất trình được các chứng cứ pháp lý để hợp pháp, rồi bắt đầu mới tới đàm phán. Thì cho đến cái ngày 8 tháng 8 vẫn chưa đưa ra được nhưng vẫn tới đòi tiền. Và trong cái đêm đó thì nhạc sĩ Phó Phương nói rằng là bên ban tổ chức làm khó yêu cầu những cái chứng từ đó. Thật ra không phải làm khó mà đã yêu cầu từ trước đó rồi. Nhưng trung tâm chưa được thì bên này vẫn chưa thể thanh toán được. Nhưng theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, công thức thu của trung tâm là đúng với quy định của nhà nước và đáp ứng tính khoa học. Để làm rõ sự chênh lệch về giá giữa các chương trình, Đồng Dao cho biết, trong chương trình Dư Âm diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2013, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc chỉ lấy 8,5 triệu đồng cho 17 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh Chính, tính trung bình là 500.000 đồng một ca khúc. Trong khi đó, tiền tác quyền của đêm live show Khánh Ly tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2014 là gần 263 triệu đồng cho 20 ca khúc. Vì lẽ đó nên công ty Đồng Dao muốn trung tâm đưa ra mức giá cụ thể để tiện cho việc chi trả tác quyền, chứ không thể lúc này lúc khác. Cái ao ước của tôi bây giờ hiện nay á, và để cho về sau những cái người tổ chức á, dễ dàng mà giống như là thanh toán hoặc là cũng giống như dễ dàng để tổ chức, thì ao ước là trung tâm á, nên đưa ra cái giá. Ví dụ như bây giờ nhạc sĩ này là bao nhiêu một bài, nhạc sĩ này là bao nhiêu một bài, chỉ vậy thôi. Thì mình căn cứ vào những cái bài mình sử dụng trong đêm đó là bao nhiêu tiền thì mình cứ thế mình đóng. Chứ còn cái tính theo tỷ lệ thì rất là khó. Mà tại vì bây giờ ngay nếu mà 5% trên cái doanh số thì quá lớn. Qua câu chuyện tác quyền tác giả trong live show Khánh Ly lần này, rõ ràng giữa đơn vị tổ chức live show và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc chi trả tiền tác quyền cho các tác giả âm nhạc. Với tư cách một nhạc sĩ thì cũng như nhiều nhạc sĩ khác thì rất là cảm ơn Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì đã thu hộ những tiền tác giả, những cái số tiền mà có thể có nhiều cái đơn vị mà các nhạc sĩ không thể đến nơi được, thì trung tâm đã làm việc đó rất tốt từ bao nhiêu năm nay. Trong cái sự việc Khánh Ly này thì rõ ràng là Lê Quang nghĩ rằng đây là câu chuyện mà cũng phải nên xảy ra để những người trong cuộc, kể cả nhạc sĩ, kể cả ban tổ chức, kể cả tất cả mọi người đúng ra nghiêm túc nhìn lại vấn đề tác quyền một lần nữa để mới hiểu đâu đó là điều hợp lý và bất hợp lý đối với nhà tổ chức cũng như đối với tác quyền của các tác giả. Và Lê Quang mong rằng tất cả những sự việc liên quan tới quyền tác giả, liên quan tới tiền tác quyền như thế nào, Lê Quang mong rằng là tất cả các nơi tôn trọng nhau và hãy thỏa thuận và ngồi với nhau để chúng ta vui vẻ, người làm cũng vui, người nhạc sĩ cũng vui, để cái bài hát được vang lên thật sự là có ý nghĩa. Trong phần cuối của bản tin trong nước ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin sau đây. Chuyên gia nghiên cứu thị trường của Cushman & Wakefield châu Á Thái Bình Dương nói gì về chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp hiện nay? Doanh số ngành ô tô tiếp tục tăng trong tháng 7.